Tự nhiên bây giờ tôi càng lúc càng nhớ đại thiếu gia của chúng ta. Tuy là cậu ấy không có ra gì, nhưng mà nói chung cũng không có tệ. Những lúc tôi cõng cậu ấy tới sòng bài, lúc nào có đồ ăn ngon, rượu ngon, cậu ấy cũng nhớ tới tôi hết, xem tôi như là con người vậy. Cái lão già khốn nạn Thẩm Vạn Thuận không có xem chúng ta là con người đâu. Theo như lời anh nói, đại thiếu gia tốt với anh như vậy, anh chưa đợi đại thiếu gia làm xong tang lễ đã qua làm việc cho Thẩm Vạn Thuận rồi. Chẳng phải cậu cũng đã qua bên này rồi sao? Anh xưởng rượu đường Tống đã thuộc về Thẩm Vạn Thuận, chúng ta cũng tự nhiên trở thành người của Thẩm Vạn Thuận. Đại thiếu gia có tốt như thế nào? Giờ cậu ấy đã chết rồi, chúng ta vẫn ở đây, vẫn còn sống, còn người nhà phải nuôi nữa. Chẳng lẽ để cả nhà phải nhịn đói không có cơm ăn hay sao chứ? Được rồi, được rồi, được rồi, mệt rồi, chúng ta ngồi nghỉ một chút đi. Dừng. Ông anh Nhị Mập à? Ừ? Có khi nào có thổ phỉ ngoài sau lưng em cảm thấy ngứa quá? Sợ cái gì? Thổ phỉ tới, cậu đưa tiền bán rượu của Thẩm Vạn Thuận cho bọn chúng là xong. Cho dù không có thổ phỉ, chỗ quan vắng này có rất nhiều ma quỷ. Không biết chừng từ sau lưng cậu nhảy ra một con. Đừng nói bậy mà. Anh làm cái gì vậy? Nhị Mập, mau chạy đi! Mau chạy đi! Nhị Mập! Chị Hoa không? Đại thiếu phu nhân. Mau. Mau. Đại đương gia, đã tìm kiếm khắp nơi không tìm thấy gì hết. Tìm tiếp, dù phải lật tung Đồng La Sơn lên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ, đi. Đại ca, đừng tìm nữa. Cô ấy nhất định còn sống. Người phụ nữ của Trần Tam Pháo này không dễ gì chết được. Đại ca, cho vài người tới Trấn Tân Phố xem thử. Nếu cô ấy còn sống, nhất định tới chỗ đó. Nhị Mập, đi tới nhà họ Điền. Chị Hoa Hồng à, chị đã như vậy rồi, đi tìm đại phu trước đi. Tới nhà họ Điền. Nhà chúng ta vậy là xong. Tiêu hết rồi. Anh ba vô dụng. Anh ba không trả thù được cho cha mẹ. Anh ba vô dụng. Anh ba,
Nhà họ Điền chúng ta cả đời làm nghề ủ rượu, thật không ngờ giờ đây có kết cục bi thảm như vậy. Sau khi chúng ta gặp được cha mẹ, cả nhà chúng ta được đoàn tụ bên nhau. Minh Mị, đừng khóc nữa. Em đừng khóc nữa. Anh ba đưa em đi. Lên đường chung có bạn, cùng nhau đi tìm cha mẹ nha. Anh ba, kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em. Hoa hồng. Hai người làm cái trò gì? Tự tử hả? Rất tốt. Đúng là tốt thật đó. Tốt quá đi. Đây là những người tôi liều mạng sống của mình xuống núi đi tìm. Đây là người của nhà chồng tôi, Điền Thụ Tài, Điền Minh Mỹ. Giỏi lắm. Rất can đảm. Được lắm. Tôi biết hai người dở hơi như vậy. Tôi liều mạng sống của mình xuống núi để làm cái gì? Đi chết đi. Tim chết rồi, cơ thể có sống cũng y như chết. Đi chết đi.
Giang Thuận, ngươi là tên khốn đồ tán tận lương tâm, chiếm đoạt tài sản nhà họ Điền của ta. Ngươi là đồ gian manh xảo trá. Lão gia, ông có sao không vậy? Điền Hữu Lương. Lão gia, không phải Điền Hữu Lương, là tự mình ông. Người đã chết chầu trời rồi, ông ta làm gì được ông chứ? Rau củ quả tươi ngon đây. Vậy đi. Trạch Hiếm Thẩm đại lão gia, nhận ra tiếng nói của tôi sao? Cho dù là chim bay thú chạy hay mũi giằng ruồi nhặn, chỉ cần ở gần hải mù này kêu qua để tôi nghe tiếng, tôi có thể nghe tiếng nhận diện vật, ngay cả đực cái tôi cũng phân biệt được. Đừng có nói nhảm, tôi không phải tới đây nghe ông nói nhảm đâu. Hãy bán tiền. Tôi hỏi ông, có phép thuật nào trừ được tà hay không? Trừ tà? Đúng vậy, trừ tà. Nhưng việc này ông phải giữ bí mật cho tôi. Thẩm lão gia, việc ông muốn giữ bí mật chắc chắn không giữ được bí mật đâu. Ông nghe tôi nói đi. Điền Thụ Căn chết tại xưởng rượu Đường Tông, trong cái giếng nước ngọt. Ông có thể làm sạch cái giếng nước đó hay không, để mọi người không phải hoảng sợ? Quả thật là việc không giữ được bí mật. Ông nghĩ xem, ngay cả tên mù này cũng biết được việc này. Tại trấn Tân Phố này, hàng trăm ngàn người, việc này từ lâu đã đồn lan khắp tới Đại Thượng Hải rồi. Nói như vậy, không còn cách nào khác sao? Chỉ bày mưu cho quân tử, không bày mưu cho tiểu nhân. Ông có ý gì đây? Thẩm đại tiện nhân, hải mù này không biết lên quẻ bói cho ông, có nói cũng như không mà thôi. Tốt nhất không nên nói. Từ trước tới nay vô địch thủ, tha được cho người ta thì nên tha. 10 phần tinh thần, dùng 3 phần để lại 7 phần cho con cháu.
Qua... Chị à, cái này trước lúc mẹ lâm chung, mẹ nhờ em giao lại cho chị. Mẹ nói mẹ có lỗi với chị, nhà họ Điền bọn em có lỗi với chị. Qua bổn sự, cô tới rồi hả? Hoa Hồng, cô làm vậy là có ý gì? Thẩm lão gia, hôm nay tôi đến thay Điền Thụ Căn cùng ông chơi một ván bài. Hoa Hồng à, tôi biết trong lòng của cô đang rất buồn. Thụ Căn chết rồi, mẹ chồng của cô. Nhưng mà cái chết của hai người họ không liên quan tới tôi. Điền Thụ Căn tới đây đòi đánh cược với tôi trước, lúc đó tôi có khuyên cậu ta mà. Ông sợ hả? Không dám chơi. Hoa Hồng, người chết rồi không thể sống lại, chi buồn. Thụ Căn, tôi trông nó từ nhỏ tới lớn, trong lòng tôi cũng rất đau buồn. Bởi vậy tôi chịu bỏ ra một số tiền. Tôi không cần tiền, chỉ cần chơi một ván bài với ông. Chơi bài với cô? Cô không cần tiền có đúng hay không? Phật vì một nén nhang, người vì sự tôn trọng. Hôm nay tôi tới đây để lấy lại sự tôn trọng. Vì sự tôn trọng hả? Đúng. Nếu như cô thắng, cô được sự tôn trọng. Lỡ như cô thua thì sao? Vậy cô cả đời làm việc cho xưởng rượu Vạn Thuận được không? Ông nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không thua. Cô không thua. Vậy chơi sao đây? Điền Thụ Căn chơi với ông thế nào? Xúc sắc. Được, chơi xúc sắc. Bài. Con bạc đó thua một ván thật kinh thiên động địa. Thua tới một mảnh ngói cũng không còn sót lại. Cô thay Điền Thụ Căn đánh bạc, tôi để đứa cháu họ của tôi chơi thay tôi. Kiếp này của Điền Thụ Căn, đánh bạc là thua.
Hôm nay tôi tới đây thấy anh ta thắng một gián, để anh ta ở dưới suối vàng được yên nghỉ. Được, ngồi xuống. Được thôi, chúng ta về nha. Tôi lắc, cô đoán, có được không? Anh và tôi đều đoán. Thẩm lão gia lắc, anh và tôi không ai được đụng vào xúc sắc. Một gián định thắng thua. Nếu đoán giống nhau, lắc tiếp, đoán tiếp. Ê, trời đất ơi, cái này đâu phải là chơi cờ bạc, đó gọi là thử vận may đó. Bắt đầu. Không sao đâu, đừng sợ, cứ lắc đi. Anh nói cái gì? Tôi biết rồi, tôi nghe theo anh. Điền Thủ Căn nói tài. Trời đất ơi, cô lại nghe theo lời của Điền Thủ Căn hả? Anh ta là người thường thua. Thôi được rồi, tôi chọn nhỏ. Điền Thủ Căn nói chuyện với cô. Thẩm lão gia, đây chính là cược vận may. Thủ Căn, anh thắng rồi. Có phải Điền Thủ Căn nói cho cô biết? Ảnh còn nói ông ốm rồi. Đồng chí Mã Long, trải qua lần học tập này, cậu có cảm nghĩ gì? Càng có lòng tin về việc giành thắng lợi. Ờ, nói nghe thử đi. Mao chủ tịch phân tích về kháng chiến chống Nhật, vấn đề ở chiến lược và chiến thuật, đồng thời chỉ thị kháng chiến chống Nhật nhất định phải trải qua chiến lược phòng thủ, chiến lược giằng co và chiến lược phản công, tất cả gồm 3 giai đoạn. Chính quỹ ông nghĩ xem, Trung Quốc của chúng ta đất rộng sản vật nhiều, bọn Nhật chiếm lĩnh đất đai của chúng ta càng nhiều, binh lực của họ sẽ bị chia mỏng ra, khó khăn sẽ càng lớn hơn. Bởi vậy chúng ta phải lợi dụng không gian để đổi lấy thời gian, cuối cùng đánh bại bọn chúng. Khá lắm, tiến bộ rất lớn. Chính quỹ à, tôi muốn được trở về trấn Tân Phố ngay, lập tức phát động tổ chức quần chúng, triển khai đấu tranh vũ trang. Tôi đang tính nói cho cậu biết, cậu có thể trở về trấn Tân Phố. Cậu cùng đồng chí Hà Tú Liên gia tăng phát triển, đưa lực lượng vũ trang địa phương vào biên chế, nhất là lực lượng thổ phỉ của Trần Tam Pháo, dẫn dắt họ đi lên tiền tuyến kháng Nhật cứu nước. Còn nữa,
các cậu phải cùng đội bảo an của Thẩm Gia Môn, cùng các lực lượng khác của Quốc Dân Đảng tạo dựng tốt quan hệ. Đã rõ, kiên trì đoàn kết toàn dân tộc cùng kháng Nhật, liên kết các lực lượng đánh đuổi bọn Nhật. Các cậu phải nhanh chóng thành lập lực lượng vũ trang của mình. Dạ. Cha, cha tìm con. Trong lòng của con còn cái nhà này hả? Sao cha lại tức giận như vậy? Hả? Con đã làm gì khiến cha tức giận? Có chuyện gì? Nói đi. Hoa Hồng đã trở về. Con biết rồi. Cô ấy đã thắng cha một ván, đúng không? Con không mau chóng bắt cô ta lại. Cô ta phạm tội cấu kết với thổ phỉ kìa. Cha, không phải chúng ta có thể phục một lần không? Hả? Cuộc đời này của cha, tranh cái này giành cái kia chỉ vì cái xưởng rượu nát đó. Nhà họ Hoa, nhà họ Điền, có nhà nào chưa đấu qua với cha? Bây giờ đi đối phó với một con nha đầu. Mọi thứ chỉ là vì con thôi. Được, được rồi. Việc này không liên quan tới con. Con có bắt hay không? Không bắt. Không bắt hả? Được. Cha liên kết các hương thân tại trấn Tân Phú đi kiện con. Kiện con về tội che giấu, để con bị cách chức đuổi về nhà. Cha không thích con đi làm cái gì tư lệnh đội báo an gì đâu. Sắc tốt không làm đinh, trai tốt không làm lính. Con đó, trở về nhà đi mà học ủ rượu. Cha đúng là hổ độc không ăn thịt con. Cha hay lắm. Được, được, được rồi. Ngay bây giờ con đi bắt Hoa Hồng. Vậy được chưa? Con biết phần lớn nhỏ. Có phần mà. Ông là cha, tôi là con. Con thì phải nhường cha, ha. Điền Trạch. Nè Đại Ngưu. Cột dây cho chặt vào. Đại thiếu phu nhân à. Cô à, chìa khóa căn nhà lớn này cô cần phải bàn giao lại đó. Điền Phúc. Về nói lại với Thẩm Vạn Thuận, người đang làm, trời đang nhìn. Những việc làm thất đức giống như vậy nên bớt làm đi. Đi. Đại thiếu phu nhân, tự cổ thành Dương bại khấu, lão gia nhà chúng tôi không cần tới lượt cô giáo huấn. Khóa cửa. Tội quá ha. Công ty Vạn Tự bao nhiêu gia sản mất hết trơn hết trọi luôn, cũng đáng đợi. Không biết là có chuyện gì nữa. Chắc là chuyện lớn rồi đây. Tư lệnh. Đồ khốn mà giỏi lắm, chưa gì đã tới đây. Là lão gia kêu tôi tới, tôi không dám không nghe theo. Biết. Chị dâu à, chúng ta đi đâu? Tới nhà ngoại của chị. Qua nhà ngoại của chị? Căn nhà nát đó sắp sập rồi, làm sao ở được? Không qua bệnh em tính sống ở đâu? Sống ở ngoài đường. Đâu phải sống ngoài đường. Đi, tôi tìm chỗ cho các người. Không cần đâu. Chúng tôi để mất căn nhà, nhưng mà chúng tôi không có mất lương tâm. Mọi người theo phía sau tôi. Ngẩng đầu lên nào. Và đứng thẳng người lên. Việc mất mặt như vậy còn đi trên đường lớn. Đi trong mấy con hẻm nhỏ. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Ai cũng có lúc lên voi xuống chó. Chúng ta không mất mặt, cũng không hãm hại người khác. Thu tay, đi. Nào, để tôi. Kéo xe còn phải người khác đẩy nữa. Không cần đâu. Việc nặng nhọc này không có hợp với thân phận của anh đâu. Cậu nghĩ tôi vì cậu sao? Tôi chỉ vì Minh Mỹ. Minh Mỹ, ngồi lên xe, tôi kéo cô. Anh tránh ra đi. Chuyện của nhà họ Điền anh đừng xen vô.
Tôi nói cho anh biết, ba chữ Điền Minh Mị mai mốt không được từ miệng của anh nói ra. Điền Minh Mị, cha tôi đúng chiếm nhà của các người, nhưng mà việc này không liên quan tới tôi. Ổng là ổng, tôi là tôi. Không phải nhà họ Thẩm các người, nhà họ Điền chúng tôi làm gì ra nông nổi như ngày hôm nay? Không có một người tốt. Tôi biết việc này cha tôi làm không đúng, nhưng Thẩm gia môn này không hổ thẹn với lòng. Sớm muộn gì tôi cũng cưới cô, sớm muộn gì cô cũng là người của tôi. Nằm mơ đi. Ê, sớm muộn gì tôi cũng khiến cô lúc nằm mơ cũng chỉ thấy tôi mà thôi. Thẩm gia môn, anh muốn làm việc đúng không? Nào, kéo xe này của tôi. Chị dâu, vẫn là qua trưởng quầy tốt nhất. Tư lệnh, hay là để tôi giúp anh nha. Biến sang một bên, việc này không tới lượt mày làm. Mau mở đường đi. Nào các anh em, mở đường cho tư lệnh. Tránh ra. Đi. Thủ tài, kéo phía trước. Vũ Thúc Công, ông tỉnh dậy đi, người ông đợi đã tới kìa. Nóng muốn chết luôn. Ông mọi người đứng lại đi. Ê trời, Điền Cửu Gia, uống say rồi hả? Uống say rồi. Cứu gia này từ xưa tới giờ chưa bao giờ say qua. Điền lão cứu, không phải ai cũng có thể gọi đâu. Không phải uống say sao đứng giữa đường ngăn cản đường người ta? Mau lên tránh ra. Thẩm Nha Môn à, anh đối với trưởng bối của nhà họ Điền tôn trọng một chút. Trưởng bối nhà họ Điền các người cũng là trưởng bối của tôi. Cứu gia hả? Đứng đó đi. Cứu gia, ông có việc gì cần căn dặn? Hoa Hồng, mọi người tính đi đâu vậy? Trở về nhà ngoại sống tạm một thời gian. Không được, bên chỗ Hoa Thất Cần chỉ có hai căn nhà nhỏ ta biết mà. Nhiều người vậy chỗ đó sao đủ ở hả? Phải đó. Cửu già, ông đừng có cản tụi con nữa. Tụi con không tới đó còn có thể đi đâu. Tạm thời sống đỡ trước. Ta đã nghĩ giúp cho tụi con rồi. Tuy nhà lớn của tụi con mất đi, nhưng người của nhà họ Điền chúng ta đâu phải chết hết đâu. Thủ tài à, chỗ từ đường, chỗ đó còn vài gian nhà để trống không dùng. Ta và những ông chú khác của tụi con thương lượng qua hết rồi. Tạm tới những gian trống bên chỗ từ đường sống tạm thời gian đi hả? À, tốt quá rồi. Cảm ơn cửu gia gia, cảm ơn các vị trưởng bối. Ở đó có gì tốt? Bên từ đường tối âm u làm sao mà sống được? Minh Mị. Đúng vậy cô mà, cô chừng bị ma bắt đi hết đó. Cửu gia gia, tụi con cảm ơn ông trước. Ông yên tâm, tụi con kiếm được tiền sẽ xây một căn nhà mới. Xin các vị trưởng bối yên tâm, chúng tôi sẽ không ở lì tại đó đâu. Tốt lắm. Từ lâu ta đã nói, Hoa Hồng, có cô nhà họ Điền không sụp đổ được. Bao năm qua ta thấy cô là con dâu giỏi nhất trong nhà họ Điền chúng ta. Cảm ơn lời khen của cửu gia gia. Con sẽ gây dựng lại xưởng rượu Đường Tống, chấn hưng nhà họ Điền. Tốt. Tốt quá. Đi. Đi. Đi đâu? Từ đường nhà họ Điền. Đi. Đi đi. Nào, thôi. Nâng lên. Đây. À. Một, hai, ba. Tránh ra, tránh ra. Trời ơi, coi họ kìa. Xin mời, ghé mua ủng hộ. Xin mời ghé mua. Thẩm gia môn. Gì cả? Là cơ hội tốt đó. Đâu vậy? Không được động tay ở đây. Ở đây có nhiều người sẽ làm người dân bình thường. À, nhị ca. Hả? Cha,
Đó, đó là mẹ phải không? Mình đã nói rồi, người phụ nữ của mình không dễ chết vậy đâu. Tiểu Ngũ Tử. Dạ. Đi, qua bên đó dò la xem sao. Dạ. Xưởng rượu Thiện Nguyên Thái. Bà chủ, có bán Thiện Nguyên Thái của Điền Ký không? À, tới ngay, có. Anh đã về. Em ốm đi. Hoan nghênh trở về. Mai mốt anh không được làm việc con ngốc này nữa. Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Anh không sao là tốt. Mệt rồi phải không? À, ngồi xuống uống ly nước. Tú Liên à, em có tin tức của Hoa Hồng không? Cô ấy thế nào rồi? Anh yên tâm, vết thương của cô ấy đã lành, cũng như đã bình an trở về. Trở về là tốt, trở về là tốt. Nhưng cuộc sống của Hoa Hồng không được suôn sẻ, nhà họ Điền không còn như trước nữa. Từ đường nhà họ Điền. Ê trời, già rồi. Mới kéo chút xíu, đầu ê ẩm cả người. À, để em xoa bóp cho anh nha. Làm có chút chuyện mà đã than vãn. Làm tư lệnh quen rồi phải không? Không sống được cuộc sống của thường dân hả? Con nha đầu này, không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Cô, miệng mồm không biết kiêng nể. Thôi được rồi, tôi còn công việc phải làm. Gần đây bọn thổ phỉ trên núi, cái bọn Phi Sơn Báo đang quấy nhiễu khắp nơi. Tôi phải trở về ra thông báo để các anh em bố trí canh phòng. Cô từ từ dọn dẹp, đừng để mệt quá nha. Qua Hồng, qua đây. Chuyện gì? Tới việc giữa chúng ta. Tôi với anh có việc gì? Có phải tôi từng nói mai mốt đừng để tôi nhìn thấy cô hả? Người đâu? Hoa Hồng cấu kết với thổ phỉ, bắt cô ta lại. Người đâu? Mau bắt Hoa Hồng lại. Các người làm gì vậy? Dạ, Thẩm Gia Môn. Dạ, sao các người nói không giữ lời vậy? Dạ, dạ, dạ. Các người làm gì vậy? Các người làm cái trò gì vậy? Thẩm Gia Môn. Hả? Không được đâu. Thẩm Gia Môn, anh bắt đang 17, tôi sẽ kiện anh đó. Hoa Hồng, cô vào đêm tân hôn bị thổ phỉ Đồng La Trại Trần Tâm Pháo bắt cóc đi. Lúc đó cô là người bị hại. Nhưng vào mấy hôm trước, Trần Tam Pháo xả thân cứu cô, ở Đồng La Trại sống được một thời gian. Đây là sự thật đúng không? Anh đừng có đặt điều nói bừa. Cô cấu kết với thổ phỉ. Tôi đâu có nói bừa. Bà con cô bác, Hoa Hồng cấu kết với Trần Tam Pháo thổ phỉ Đồng La Trại. Lệnh truy nã đã được dán ra, cũng như mọi người đã xem. Ngày hôm nay tôi bắt Hoa Hồng là thi hành công vụ. Dẫn đi. Buông tôi ra. Thẩm Gia Môn, bắt tôi vì tội gì? Anh không được bắt chị dâu đi. Thẩm Gia Môn, sao anh tự nhiên lại làm như vậy chứ? Thẩm Gia Môn,